hơn 200 đoàn viên thanh niên thuộc quận đoàn 12 tròn mắt trước quả lưu đạn theo cách gọi của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Tín. Nhưng thực chất đó là một sáng chế mới ra mắt của giáo sư Trần Văn Tín, phó chủ tịch Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam, người được mệnh danh là vua sáng chế. Sáng chế này có tên máy tạo từ trường nước ion kiềm. Đây là sáng chế được giáo sư Trần Văn Tín nung nấu nhiều năm nay, với mục tiêu mong muốn người dân không chỉ được sử dụng nước sạch mà còn được dùng nước tốt hơn cho cơ thể. Trên thế giới cũng đã có những sản phẩm tương tự nhưng giá thành quá cao. Còn đây là sản phẩm do người Việt sáng chế, người Việt sản xuất và đặc biệt giá thành cũng phù hợp với túi tiền người Việt. Chưa hết ngạc nhiên với sáng chế này thì cả hội trường lại phải căng mắt với một sáng chế nhỏ xíu như một đồng xu nhưng có khả năng hấp thụ sóng điện tử sinh ra từ các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, tủ lạnh, v.v. Màng hấp thụ sóng điện tử có một vai trò như một chiếc cầu chì hoặc một cột thu lôi. Sóng điện tử sinh ra từ các thiết bị điện tử sẽ bị thu lại một mối và được hấp thụ an toàn. Các nghiên cứu cho thấy ngăn được sóng điện tử có thể ngăn nguy cơ đột quỵ, ngăn sự suy giảm trí nhớ, thậm chí có thể ngăn ngừa những tai nạn cháy nổ điện thoại, máy tính do xung điện tử. Điều đặc biệt của sáng chế này được giáo sư Trần Văn Tín bật mí là sáng chế đã được ra đời, cấp bằng độc quyền sáng chế từ năm 1999. Nói vui, sáng chế có khi nhiều tuổi hơn nhiều thanh niên đang có mặt trong hội trường này. Nhưng sản phẩm lần này đã được cải tiến, nâng cấp, có thể coi là thế hệ thứ hai của màng hấp thụ sóng điện tử. Giáo sư Trần Văn Tín chia sẻ, cải tiến, nâng cấp những sáng chế đã có trước đây cho phù hợp hơn với hiện tại, cũng được coi là sáng chế, cũng tạo ra cơ hội khởi nghiệp, chứ không phải sáng chế chỉ là những thứ hoàn toàn mới, chưa ai nghĩ ra như một số bạn trẻ suy nghĩ. Có ý tưởng sáng chế là điều kiện đầu tiên, nhưng triển khai thực hiện như thế nào, đăng ký sáng chế thế nào, rồi làm thế nào để sáng chế được đưa ra ứng dụng rộng rãi, thì đó là cả một quá trình. Thạc sĩ Nguyễn Bảo Toàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Phát triển Tài năng Việt Nam, thẳng thắn chia sẻ, giải đáp tất cả những thắc mắc này cùng với các bạn thanh niên. Ông cũng nhấn mạnh, sáng tạo là một quá trình học hỏi, bổ sung, mở rộng kiến thức. Do vậy, việc học, việc đọc, xem đối với thanh niên và những người yêu sáng tạo là không ngừng nghỉ. Kết thúc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận đoàn 12 Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Thị Kiều Trang cùng Thạc sĩ Nguyễn Bảo Toàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Phát triển Tài năng Việt Nam đã ký kết biên bản kế hoạch phối hợp công tác sáng tạo khởi nghiệp cho thanh niên Quận đoàn 12. Đây sẽ là bước khởi đầu, là tiền đề để chắp cánh những ước mơ, thổi bung ngọn lửa sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp, góp phần xây dựng quê hương đất nước.